sắp đến cái mùa Tết rồi và mọi người sẽ phải uống rượu rất là nhiều thành ra gan của chúng ta sẽ phải lọc một cái lượng một chất độc rất là lớn ở trong cơ thể khi mà chúng ta nạp rượu hoặc là bia vào thì để hỗ trợ cái việc giải độc gan thì chúng ta có thể sử dụng một số các loại trà ví dụ như trà giải độc gan thận này hoặc là cái trà sơn mật này trà sơn mật thì có giá thành khá là hợp lý chỉ có 80.000 đồng một cân thôi và giúp mọi người giải độc gan khá là tốt và cái mỗi một cân thì sẽ gồm hai gói như thế này cái này thì chúng ta sẽ pha giống như trà bình thường thay vì chúng ta uống nước bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái trà sơn mật này hãm nước uống hãm với nước sôi và cái vị nó khá là dễ uống thành phần của nó sẽ gồm ba loại gồm có sơn mật hoa bát tiên và cỏ ngọt thì nó có vị ngọt của cỏ ngọt nhưng mà nó sẽ không làm tăng lượng đường trong máu thành ra là những người bị tiểu đường thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được và nó có màu vàng của sơn mật cũng như là mùi thơm của hoa bát tiên đó, Giúp giải độc gan cực kỳ tốt mà giá thành lại rẻ nữa Một gói, à, một cân đó, hai gói thì chúng ta sẽ uống được khoảng gần một tháng Tùy theo cái lượng gia đình mình sử dụng nhé Cái này thì chúng ta có thể hãm trà cho người lớn, trẻ em, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đều uống được Và cái giá thành 80.000 thì nó quá là rẻ đó, cho gần một tháng Và cái trà này á, thì về cô chú anh chị, về chúng ta tráng qua pha giống như pha trà bình thường tráng qua và chúng ta đổ nước sôi vào cho một nắm vào đổ một lít rưỡi đến 2 lít nước và chúng ta uống chỉ đều trong ngày có vị ngọt thanh thanh khá là dễ uống bên mình đã tính cái tỷ lệ cụ rất là cụ thể và cái tỷ lệ này là tỷ lệ chuẩn và mọi người khi mà chúng ta nhận được gói hàng thì giống như cái gói mà mình đang đóng ở đây và phía đằng sau sẽ có một cái lớp hoa vắt tiên để làm mặt thì ngoài ra ngoài cái loại bình thường này ra mình còn có một loại sự mặt đặc biệt nữa thì nó sẽ có bảy vị là 130.000 dành cho những cô chú anh chị nào thích uống một loại cao cấp hơn đó. cái này thì bên mình sẽ sàng rất là kỹ đó. giá thành thì 80.000 một cân và cô chú anh chị mua từ hai cân trở lên là miễn ship rồi số điện thoại mình có để ở trên màn hình 0971 85 8882 số đó có Zalo luôn mọi người có thể nhắn tin Zalo